biết lặp thế nào, quan tâm điều kiện lặp là gì, mỗi bước lặp là gì, biết gì biết lại là gì, khi nào quay, khi nào co. Đó. Và tập viết nhiều lần cho tư duy về lập trình nó sáng lên. Cái đầu tiên để nhắc lại thì là nếu các bạn chưa hoàn chỉnh thì cái đầu tiên là cái cốt lõi. Bạn biết viết còn co, biết viết qua thì tức là bạn biết cốt. Nhìn vào đề bài biết là và lặp lặp cái gì, qua những bước phải dừng, biết nó thế nào ra. Tất nhiên đi kèm với nó còn cái nữa đó là đây thì tập coi cái này sẽ... nhỏ nhưng không nhỏ thì nào cả, ví dụ viết cốt biết bao giờ viết từ trên xuống dưới, hay viết những cái khung chèn vào giữa nó như thế mới làm trên bảng, không phải trong nó hoa được đơn giản làm thế thì các bạn kiểm soát bạn viết cái gì, chứ nếu các bạn cốt một cái có một cái tờ giấy bên cạnh các bạn cốt từ đầu mới khẳng định các bạn không được học được. Đấy là phong cách thứ hai, lùi đầu dòng đó, cùng một khối lệnh từ thẳng hàng nhau cùng một mức thẳng hàng nhau đen gì dễ kiểm soát. Đó, ta biết là ta biết cái gì, nó nằm ở đâu. Tại sao thế? Đừng quên dấu ngoặc. Nếu có nhiều hơn một lệnh, đúng không? Nếu chỉ có một lệnh, không cần không? Những cái nhỏ nhỏ như vậy. Hàm thì nói nhiều rất nhiều, ít thì cũng rất ít rồi. Còn nhớ cách viết kiểu dữ liệu tên hàng tham số return đó, kiểu như của nó thế nào là void, kiểu void là cái gì, à, dạng thủ tục không chẳng hề gì cả, còn nếu chẳng hề thì sao, thì ta chia các kiểu hàng thủ tục là tính toán là kiểm tra. Xem lại từng cái một như nào. Cái thứ ba là ok, anh sự linh hoạt cái hàm trong trình không. Cái thứ ba là trong cái hàm ta học định quy. Thưa cách viết hàm định quy. Ví dụ như bài giai thừa hàm mũ thì bài chỉ in ra 500 Pascal ở trường đó thứ, đúng không? Mạng phần lại phần bài tập nhiều nhất, vâng. Các nhớ thuật toán cơ bản với số nguyên, tìm max, tìm min, sắp xếp được chọn chèn một bọc, trộn dãy, vâng. Tìm đoạn tăng dài nhất, số lớn nhất, số lớn thứ hai, cho đến những bài nó lò hoặc hơn chút nữa, kiểu đánh dấu, đếm, vâng. Vân vân rất nhiều. Có lẽ nào kỳ sau tao lại học cùng với mày nhỉ? Kỳ sau nhỉ? Kỳ sau tao lại học cùng với mày vật lý hay MATLAB và ứng dụng. Với ba chất thì nó các bạn Bye.
này quan trọng nhất. Các bạn giải thích được tại sao sâu nó phải dùng khác như mạng. Nếu dùng giống mạng cũng vẫn là mạng. Bài tập coi sâu là mạng thì vẫn là mạng. Nhưng tại sao phải khác? Vì người ta dùng nó xử lý văn bản. Cái khác kèm theo cái gì? Đánh dấu hết sâu bằng gạch chéo không. Đúng không? Các hàm trên sâu. Cái quan trọng nhất thì có các hàm. Cốt lõi nhất của việc thuật toán sâu là các bạn nhớ phải biết cái cách sống STL tốc và áp dụng nó trong bài toán cụ thể. Cái chỗ này thì cũng kiểm theo việc các bạn biết khi nào là khoảng phần trăm mét, khi nào phải là ghét hết. Khi nào phần trăm mét, khi nào ghét hết. Khác nhau rồi nhé. Phần trăm mét khi tôi sâu phù dấu cách hoặc tôi muốn đọc một đoạn phù dấu cách ghét hết là một dòng. Nhớ đọc dòng khác biệt gì so với đọc phần trăm mét. Rồi. Số nguyên lớn và số nguyên nhiều hơn 20 chữ số thì con không thể dùng số được, không dùng sâu. Thì có những bài đơn giản chỉ là kiểm tra tính chất là ví dụ là số đó có phải là số toàn chất chắc hay không, hay là toàn chất số nguyên tố hay không, hay là có phải là số sau tạm, đó là kiểm tra tính chất bình thường bằng cách là kiểm tra ký tự chứ không phải kiểm tra số nữa. Và không thể nào mà xử lý số được để mà kiểm tra. Thì hôm vừa rồi anh xem có bài cực dễ đơn giản như đọc các số nguyên lớn, tức là có thể định hàng nghìn chữ số, kiểm tra số đó có chết 36 không? Kiểm tra cái số đấy có chia cho 36 được. Nếu ta không tăng tăng để là số được, thì ta không thể kiểm tra là xn 136 bằng 0 in ra yes không được, không phải dựa trên cái sâu đấy. Tính chất là gì? Tổng chữ số chia cho 9 hoặc hai số cuối chia cho 4. Đó là đấy. Tức là nó đến rất toán học cơ bản, ta chỉ mất một khoảng vài giây thôi. Rất nhiều bài cấu trúc học hai lần rồi. Bài đầu tiên các bạn nhớ giúp thầy là kiểu gì sẽ có những bài như kiểu sắp xếp cấu trúc theo gì đấy, theo tên, theo điểm, thì các bạn phải biết cách là nhập là in ra để sắp xếp tìm kiếm danh sách cấu trúc có sẵn rồi không? Phần file thì các bạn chỉ cần quan tâm duy nhất đến file bản, file phần số để nói lên các bạn phải có thi thì file bản. Và các bạn nhớ là cách khéo file, vừa học xong chúng ta không quên cách khéo file, mở file đọc để ghi cơ bản thôi, read write. Chú ý bản chất là để đọc là file đã có sẵn, ghi thì file đấy phải sẽ ghi đèn, mở file mới ghi đèn. F read, F write, thôi, qua. Các chú ý là ta sẽ chỉ đơn giản là những bài nếu ghi số nguyên hay các kiểu dữ cơ bản thì cứ F read và F scan là xong. Dạ, tan scan chuyển sang F scan, read, F read. Dạ,
cái dễ nhá. Nếu với sông và dạng đọc dòng thì chú ý cái FS, chú ý hai đặc điểm của quan FS. Thứ nhất là có thêm số lượng ký tự trong đọc. Và thứ hai là bản thân nó đã đọc dòng và có sẵn cả cái meter cuối, có nghĩa là chính nó đã có cái meter thì các bạn phải bỏ meter đi nếu cần, bằng cách là đánh dấu cuối sâu bằng 0. Tức là đến sau đó có 10 ký tự ấy. Thì bây giờ thì 12 ký tự thứ 11 là enter, ký tự thứ 12 là 0.